Ok, thì như vậy thì mình đã chuẩn bị vào cái đường nhỏ nhá. Cái đường này thì nó cho chạy 30 km/h thôi các bạn. Và cái trọng tải khi vào đường này là 1,5 tấn. Nhưng mà xe mình không tới 1,5 tấn đó các bạn. Thì vào bình thường. Ok, vào thôi. Đó, bạn thấy đường nó nhỏ chưa? Đường nhỏ vãi nồi luôn. Nó rộng, nhưng mà các bạn phải biết là nó rộng là một cái. Thứ hai là cái nền đất nó phải cứng nha các bạn. Mấy ông mà lạng lạng xuống sình là dính bánh xe ở dưới luôn ấy. Nguy hiểm lắm. Để mình tìm có chỗ nào mà quay đầu không. Rồi mình sẽ quay đầu xe là các bạn ơi. Chạy về đếm hồi là không có đường về luôn ấy. Ui, ở đây có chiếc Ford Transit 16 chỗ nữa các bạn. Ừ, tính ra cái đường này xe lớn vô cũng nhiều quá chứ. Không thấy chỗ nào quay đầu luôn ta. Thấy chưa? Cái đường này các bạn phải chạy chậm chậm thôi. Đôi khi mấy người dân này nọ. Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với cái series vlog lái xe đó nha các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục trải nghiệm cái chiếc xe của mình. Đó, mình sẽ lái xe ngoài đời nữa các bạn. Và hôm nay mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm một cái cung đường mới. Đó, nhiều bạn kêu mình là anh ơi, anh hãy tìm những cái cung đường mà gọi là cho nó khó hơn tí đi. Đó, chứ chạy đường gọi là ngoài đường thì nó bình thường quá. Đấy, nên ngày hôm nay mình sẽ lựa một cái con đường lộ mà nó có khoảng 4m rồi các bạn. Đó, một cái đường làng quê các bạn. Đó, thì hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau trải nghiệm cái đường đó nha. Ok, và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình luôn. Let's go. Ok, vẫn là cái góc quay cũ thôi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đề máy lên nhá. Đây mình sẽ có nút đề tự động ở đây các bạn. À quên đạp thắng. Ok. Rồi, đeo dây an toàn vào. Ok nha. Rồi, mình hiện tại cái kính mình nó đang đóng rồi nè các bạn, nó có cái lẫy ở đây nè, mình sẽ dặn nó lên để nó mở cái kính này ra. Đó, kính hậu. Bữa nay mình gỡ cái miếng này ra nè các bạn. Mở gỡ bên này luôn rồi. Đó. Ok. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chuyến hành trình nè các bạn. Vào số D. Hạ thắng tay xuống. Rồi. Đi thôi. Let's go. Nhanh bên trái nha. Chạy ra thôi. Đó, vẫn là cái cung đường cũ quen thuộc trong cái khu dân cư của mình. Hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau trải nghiệm một cái đường nhỏ. Đường rất là nhỏ luôn. Nó khoảng 4m thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy qua bên đó từ từ. Để né thằng xe tải này kìa đó. Đậu ngay ngã ba luôn các bạn. Đậu ngay cái đường vô ngã ba luôn. Rồi chúng ta sẽ rẽ trái nha. Hôm trước rẽ phải là mình đã ra Thái Lai rồi. Thì hôm nay mình sẽ rẽ trái. Mà mới lạnh lên xíu còn nực quá ta. Ok. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ qua cái cầu kênh ngang các bạn. Kênh ngang. Cái chỗ mình nó còn được gọi là chợ kênh ngang đó các bạn. Kênh nha. Nhưng mà cái cầu nó lại là tên kênh ngang. Mình nghĩ nó là một từ đấy, nhưng mà tại người ta đọc nó khác nhau rồi các bạn. Ok. Phía trước các bạn là một cái ngã tư rất là lớn. Cái ngã tư này là đường đường đi lên Cần Thơ được luôn. Đây, mình sẽ rẽ trái nha các bạn.
ngã tư này thì nó không có bùng binh hay nó không có đèn đỏ gì luôn, phải không? Nên chạy cái ngã tư này nó nguy hiểm lắm, nhiều vụ tai nạn ở đây rồi các bạn, nguy hiểm lắm các bạn ơi. Đó, cầu nó đổ xuống nè, rất là nguy hiểm. Ngã tư này là phải gọi là rất là nhiều vụ tai nạn ở đây rồi đấy, nên là mình chạy tới ngã tư này mình cũng ngán nữa rồi, mình cũng ớn nữa rồi. Nhưng mà nói chung chúng ta cẩn thận là trên hết, cứ tới ngã tư thì cứ chạy từ từ thôi. Mình cũng không hiểu tại sao cái ngã tư này nó không làm đèn đỏ hay là nó không làm vòng xoay nữa. Cái cầu khá là lớn luôn nha các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ xuống cái cầu này. Ở dưới cái cầu này nó sẽ là một cái đường lộ khoảng 4 mét rồi các bạn, rất là nhỏ. Đó, ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi cái cung đường này nha. Đó, các bạn thấy nó có một cái đường xuống đằng kia không? Nó cái đường bọc xuống đấy, dòng xuống. Và mình sẽ xuống đó đấy. Đây, dưới cầu nó sẽ có một cái đường xuống nè các bạn thấy không? Rồi, mình sẽ rẽ bên phải để xuống nha. Coi có xe không? Ok, bên phải mình không có xe. Đây, mình sẽ bọc xuống cái chỗ này các bạn. Đó. Ok, không biết một lái nó xuống hết không ta? Một lái nó xuống hết không? À, hết các bạn ơi. Xe hơi thường thì cái lái nó gắt, nên là mấy cái cua gắt như thế này thì cũng ok, lái nó cũng thoải mái. Đó, bên phải mình đi cầu cái đường lộ bờ lớn nè, bên trái mình thì cái đường nhỏ xíu xíu. Đó, một tí mình sẽ trải nghiệm cái đường như thế này nè các bạn. Đi bề ngang nó khoảng 4 mét thôi. Ui, con chó đi ngang nữa kìa. Cha nội chó đi đâu đây vậy? Rồi, mình sẽ lên một cái cầu nhỏ này ha. Ok. Đó. Và bây giờ nó sẽ có hai đường, một là rẽ trái, hai là rẽ phải. Thì đường nó cũng như nhau đó các bạn, nó vẫn là 4 mét thôi. Bây giờ mình rẽ phải đi. Ok, rẽ phải nha các bạn. Ui, có mấy đứa nít nó đứng nó chơi các kiểu kìa. Né né nó kìa. Rồi, ok, mình sẽ rẽ bên phải. À, chỗ mình nó có cái đường nhỏ nhỏ như vậy nè các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm cái cung đường nhỏ như vậy luôn nha. Ui trời, hai chiếc xe nó đậu hai bên luôn kìa các bạn. Để mình xin đường cái chú phía trước. Bốn chiếc nó đậu hai bên. Không biết qua lọt không đây. Ok, được thật sự các bạn. Như vậy là qua lọt cái chỗ đó rồi. Phía trước mình là một cái cầu nè, mình sẽ qua cái cầu này nha. Cái cầu này dốc nó rất là cao luôn nha các bạn, mà dốc nó kêu nó bo tròn nữa nè. Ok, lên, let's go. Rồi, đi xuống nè. Đó, dốc nó bo tròn cực kỳ. Đó, bên này là cái ủy ban nhân dân của xã mình là bên này, còn bên kia nó sẽ là cái trạm y tế. Nó cũng kiểu như bệnh viện đấy, nhưng mà nó là một cái trạm thôi. Ok, thì như vậy thì mình đã chuẩn bị vào cái đường nhỏ nhá. Cái đường này thì nó cho chạy 30 km/h thôi các bạn. Và cái trọng tải khi vào đường này là 1,5 tấn. Nhưng mà xe mình không tới 1,5 tấn đó các bạn. Thì vào bình thường. Ok, vào thôi. Đó, bạn thấy đường nó nhỏ chưa? Đường nhỏ vãi nồi luôn. Các bạn nhìn thì các bạn thấy nó nhỏ các kiểu, nhưng mà theo mình đó nha, theo mình thì lại là 4 mét như vậy nó lại là lớn rồi đó các bạn. Ok, có xe vượt. Rồi, cho qua luôn. Đường này là theo mình là nó đã lớn rồi đấy, rộng rồi đấy, chạy thoải mái rồi đấy. Còn bạn nào mà thích đường nhỏ hơn nữa thì các bạn cứ comment phía dưới đi. Tập sau mình sẽ tìm đường nhỏ hơn mình chạy cho các bạn xem luôn nha. Dân chơi sợ gì mưa rơi các bạn. Để tôi tắt cái xe mình đó các bạn. Nó là xe 7 chỗ nên cái gầm nó rất là cao và cái nóc nó cũng cao nữa các bạn. Nên là cái việc mà cái không gian rộng này nè các bạn, của cái kính chắn gió ấy, nên là nó dễ hấp thu nhiệt vào trong xe hơn, nên cái xe mà nó dễ nóng hơn.
Bình thường mình chạy là mình phải mở cái máy lạnh lên kính chắn gió ấy, để cho nó đừng có nóng cái kính chắn gió làm cái xe mình nó bị nóng. Trời ơi, mấy cô đi đâu vậy trời. Ok, bên phải mình là toàn là nhà không nha các bạn, bên trái thì có chỗ có nhà có chỗ không, tại vì nó cặp mé sông nên là xây nhà nó cũng khó lắm. Đa số các bạn nhà nào mà xây bên trái mình nè, xây bên dưới sông ấy thì đều là nhà sàn hết các bạn. Còn bên phải mình là nhà hết, nguyên vàng là nhà hết. Ở đây là một cái kho các bạn, nó gọi là cái kho xây lúa. Nó thường là lúa mà người ta gọi là người ta sao ta, kiểu là người ta đã cắt xong ấy, người ta đem sẽ lại cái máy mấy cái kho này. Không, cái này là như là cái máy cái lò sấy hay sao ấy, trường hợp mà lúa bị ướt hay sao ấy thì người ta sấy cho nó khô lại. Ui, cái đường nhỏ vãi nồi luôn. Và đặc biệt cái đường này nó cũng là cái đường mà kiểu là mình hồi xưa các bạn, mà mình đi đi học ấy. Hồi xưa mình đi học cấp 2 các bạn, cấp 2 là từ lớp 6 cho tới lớp 9 ấy, là mình đi trên con đường này hoài luôn, là nó đi tới trường mình luôn các bạn. Đó. Bây giờ mình và các bạn sẽ mình đi tí mình sẽ chỉ cái trường mình cho các bạn xem luôn nha. Trường rất là nhỏ. Cái đường này nếu mà theo mình mà hai chiếc xe du lịch 4 chỗ hoặc 7 chỗ ra đi ngược chiều nha, mình nghĩ qua lọt đấy các bạn. Còn xe tải bự hơn thì mình không biết như thế nào. Nhưng mà xe nhỏ mình nghĩ sẽ qua lọt bình thường. Đó. Không biết mấy ông thích mấy cái đường kiểu này không. Nãy giờ là chưa có cây cầu nào hết trơn các bạn. Ngoài cây cầu mà nãy mình đi qua bên cái cầu mà mình nói cái dốc nó cao á, thì nãy giờ mình đi nguyên một đường không có cái cầu nào hết. Ui, mình nhìn xa hình như có một chiếc xe chạy ngược chiều lại mấy ông ơi. À không phải, chiếc xe chạy ngược chiều, một chiếc xe hơi nó đang đậu. Không phải, nó chạy ngược chiều. Đó mấy ông thấy không? Đó. Rồi, chúng ta lại gặp một chiếc xe hơi. À, chỗ này đang xây nhà nên đồ người ta để tùm lum ở ngoài hết. Ok. Rồi, từ từ quá thôi. Đó, đồ người ta để tùm lum ở ngoài đường như này, mấy ông thấy không? Nhường cho bà này bỏ qua cái đã. Ok. Ok. Rồi, đây là một chiếc Honda, à lộn, một chiếc Hyundai i10 hay sao ấy. Ok, mình sẽ chen qua nha, canh nha các bạn. Mình nghĩ là xe lọt, đường rất là rộng. Lọt nha các bạn. Ok. Rồi, lại một cái cầu nữa đây. Nãy giờ là qua hai cái cầu rồi đó các bạn.
Cái đường này mặc dù nó 4 mét thật nhưng mà không phải chỗ nào nó cũng 4 mét các bạn. Đôi khi các bạn thấy không, một số chỗ cây cối á nó mọc ra ngoài đường luôn. Rồi một số chỗ người ta để đồ ra ở phía ngoài đường luôn. Nên là một số chỗ nó cũng rất là hẹp, chứ không phải là chỗ nào nó cũng rộng gọi là thênh thang 4 mét như vậy. Nên là chạy chúng ta cũng phải coi từ từ mà xử lý các bạn. Đấy, phía trước có ông nào ông đậu chiếc xe ngoài đường nữa kìa. Bà này bà tính dừng lại hay sao nữa đây? Ok, để mình qua bà xe đạp đó nha các bạn. Ok, ngon lành. Ở đây là một cái trường tiểu học các bạn. Trường này thì mình không có học. Đây, đằng kia là cái trường cấp 2 mà mình học hồi xưa các bạn. Uầy, các bạn thấy đường nó nhỏ không các bạn? Nhỏ vãi cả nồi luôn ấy. Ở quê mình nó có cái đường như thế này nè các bạn. Và mình cũng sẽ bật mí cho các bạn biết cái trường cấp 2 mà mình đi học hồi xưa là cái trường này nè các bạn. Đó. Bây giờ là nó đang nghỉ hè nên không có ai học chứ ấy. Hồi xưa mình đi học từ nhà mình đến đây là 2 cây số là toàn đi xe đạp không thôi. Mà không ngờ bây giờ mình có thể là cầm chiếc xe hơi mà mình lái tới cửa trường mình luôn nè các bạn. Đây là cái cửa trường mình nè. Đó. Wow. Trường mình hồi xưa đấy các bạn. Ok, trời ơi. Hồi xưa mà mình mà cái đường hồi xưa lúc mà mình đi học thì cái đường này nó chưa có rồi phải không? Hồi xưa mình đi học cái đường này chỉ có 2 mét thôi. Mà không phải là đường đan như cái này nữa, mà nó là đường kiểu là đường đường đất bình thường đó các bạn. Nó chỉ có 2 mét thôi các bạn. Rất là hẹp, rất là nhỏ mà đi đôi khi là bị đi xe đạp mà các bạn. Bữa nào mà trời mưa là dính sình đầy xe hết trơn ấy. Đôi khi mà nó bún nước lên quần áo luôn ấy. Hùi hồi đó đi học cực lắm phải không? Bây giờ thì cái đường này nó làm ra 4 mét là nó rộng thứ nhất, thứ hai là nó đã sạch sẽ hơn nhiều rồi. Nên việc đi lại nó cũng dễ nữa, nó không có khó như hồi xưa. Trời, tôi đi nãy giờ mà tôi không biết chỗ nào chỗ quay đầu luôn các bạn. Đôi khi mấy ông vô đường này mấy ông đi nó thoải mái nhưng mà quay đầu là cũng hơi khó đấy. Nên đây bây giờ mình tìm cái chỗ nào nó rộng rộng để mình quay đầu xe coi các bạn ơi. Chỗ này cũng rộng nè. Nó rộng nhưng mà các bạn phải biết là nó rộng là một cái. Thứ hai là cái nền đất nó phải cứng nha các bạn. Mấy ông mà lạng lạng xuống sình là dính bánh xe ở dưới luôn ấy. Nguy hiểm lắm. Để mình tìm có chỗ nào mà quay đầu không. Rồi mình sẽ quay đầu xe lại các bạn ơi. Chạy về đêm hồi là không có đường về luôn ấy. Ui, ở đây có chiếc Ford Transit 16 chỗ nữa các bạn. Tính ra cái đường này xe lớn vô cũng nhiều quá chứ. Không thấy chỗ nào quay đầu luôn ta. Thấy chưa? Cái đường này các bạn phải chạy chậm chậm thôi. Đôi khi mấy người dân này nọ người ta ý ấy, người ta đâu có nghĩ đường này là có xe chạy nhiều đâu. Nên đôi khi người ta chạy từ trong nhà ra người ta không nhìn luôn các bạn. Người lớn thì không nói gì mà sợ nhất là mấy đứa nít ấy. Mấy đứa nhỏ ấy. Nó cứ hay chạy đại ra ngoài lộ vậy đấy. Nên nguy hiểm lắm, các bạn chạy cũng phải từ từ thôi. Tốc độ mình đang chạy hiện tại có 20 mấy đó các bạn, 20 mấy km/h đấy. Mặc dù đường cho chạy 30 mấy km/h mà mình chạy có 20 mấy thôi. Vẫn chưa thấy chỗ nào rộng rộng để quay đầu nha các bạn. Mà quay đầu chúng ta cũng phải để ý. Ví dụ như mình ta có mấy cái xăng ở ngoài lộ như vậy nè các bạn, người ta có cái xăng rộng ấy, đâu phải mình muốn ve vô là ve đâu.
đôi khi ve vô người ta chửi đó các bạn. Đâu phải xăng người ta muốn ve quay đầu là quay đầu đâu. Để mình coi chỗ nào có bãi đất trống ấy thì mình sẽ quay đầu. Chỗ này rộng không ta? Chỗ này mình thấy cũng khá rộng nè. Chắc mình quay ở đây luôn đi các bạn ơi. Cực quá các bạn. Chạy thì nó bình thường rồi, giờ quay đầu nữa nè. Từ nha, mình nhìn cái camera lùi. Ok. Rồi nhóng lên tí. Chạy từ từ mình nghĩ chắc cũng quay được thôi. Nhóng từ từ ấy. Rồi, nhóng nhích. Rồi, ok. Quay một phát nữa. Rồi. Ngon lành cành đào các bạn ơi. Ok, như vậy là mình cũng đã quay đầu được rồi đó các bạn. Đường nó nhỏ xíu xíu, nãy có được một cái gọi là một cái dốc nho nhỏ vào cái trong lề tí, mình tranh thủ mình quay luôn để hồi đi hồi càng vô sâu hồi càng không có chỗ quay đầu nó thì khổ. Cũng khá là ok đúng không các bạn? Đó, như vậy thì ngày hôm nay mình với các bạn cũng đã trải nghiệm được một cái cung đường lộ khoảng 4 mét thôi các bạn, rất là nhỏ luôn. Đó, nhỏ xíu xíu luôn các bạn. Ui, chỗ này là một cái xưởng xưởng mộc đó các bạn, ta cắt cây các kiểu ấy. Ok. Đó, và các bạn nào thấy video này của mình hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì cũng đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ cho cái kênh YouTube của mình nhé. Và các bạn muốn mình làm những cái video như thế này nữa thì comment phía dưới cho mình biết. Ok, rất cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới. Và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem livestream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập vào fanpage Nguyễn Quý Gamer. Bấm thích và theo dõi nữa nha.